cái có thể là đồng nhất về 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 phần mềm. Thứ hai là khi chúng ta sell dự án thì nó sẽ sử dụng được, bởi vì phiên bản mà cấp thấp á thì chúng ta không thể mở được các cái bản vẽ ở phiên bản cao hơn. Thành ra một khi mà chúng ta lưu cái dự án mà lên phiên bản cao thì chúng ta không thể mở lại bằng cái phiên bản thấp nữa. Đó là điều rất là quan trọng trong cái tiêu chuẩn BIM để mà áp dụng dự án. Về mặt chủ đầu tư thì chúng ta có thể tự tổ chức phòng BIM hoặc là thuê một cái đơn vị quản lý dự án có năng lực kiểm soát thiết kế thi công thông qua mô hình BIM. Cái đơn vị này á là thứ nhất họ phải có về cái kinh nghiệm thiết kế và thi công cho bình thường theo theo cái quy định của nhà nước, đồng thời là phải có đội ngũ có thể triển khai và hiểu về Revit và các cái mô hình BIM để có thể kiểm tra trong mô hình chúng ta là về mặt khối lượng nè của bên đơn vị thiết kế họ đưa qua, là chúng ta sẽ kiểm soát về mặt khối lượng, kiểm tra những cái xung đột va chạm mà có thể xảy ra trong quá trình thi công, rồi đưa report lại cho bên các đơn vị thiết kế trong quá trình mà họ thiết kế, đó là chúng ta phải report lại cho họ là các cái vấn đề là như thế là có ổn hay không. Thì bên chủ đầu tư là có thể tự tổ chức hoặc là thuê một đơn vị quản lý dự án có năng lực như vậy. Bên đơn vị thiết kế thì đối với cái yêu cầu chủ đầu tư thì họ phải đáp ứng cái yêu cầu trên và thể hiện các cái vấn đề là đúng cái yêu cầu chủ đầu tư trong cái bản vẽ thiết kế của dự án. Thì thiết kế dự án nó có thể là 2 bước 3 bước, thì cái bản vẽ mà hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công á là phải thể hiện đầy đủ các yêu cầu cầu của chủ đầu tư để nhà thầu họ nhận cái bộ hồ sơ đó, họ có thể báo giá chính xác được cái chi phí thi công dự án, đồng thời họ có cái biện pháp thi công phù hợp với cái thiết kế của đơn vị thiết kế. Các cái dữ liệu mà trong quá trình thiết kế thì bên đơn vị thiết kế sau khi mà đã triển khai xong thì sẽ chuyển tiếp cho chủ đầu tư, và chủ đầu tư sau khi chọn được nhà thầu thi công thì phải chuyển tiếp cái thông tin này cho bên thi công để họ tiếp tục lưu trữ thông tin và update thông tin, tại vì chúng ta phải kế thừa cái thành quả của cái giai đoạn trước. Nếu mà chúng ta mất thời gian mà chúng ta dựng lại toàn bộ dự án theo cái hồ sơ nộp bằng 2D thì cái dự án sẽ bị kéo dài thêm. Lý do là chúng ta đã triển khai hầu hết các vấn đề cần thiết trong cái bộ hồ sơ thiết kế của bên đơn vị thiết kế rồi. Đơn vị thi công dựa trên nền tảng đó sẽ triển khai sâu sắc hơn, chi tiết hơn và các cái biện pháp thi công liên quan đến cái việc thi công của cái dự án đó. Khi dự án chuyển qua các giai đoạn khác nhau thì cái lượng thông tin của cái dự án ở trong cái phần mềm và trên cái BIM 360 nó sẽ rất là lớn, nó chứa đựng bao gồm các cái mô hình triển khai thiết kế, mô hình biện pháp thi công và lẫn các cái văn bản bằng 2D, PDF hoặc là các cái spec yêu cầu kỹ thuật để triển khai dự án đó, nên là lượng thông tin rất lớn. Chúng ta phải có một cái chỗ lưu trữ chung và đồng nhất về mặt thông tin. Đó là chính vì vậy là chúng ta phải phải sử dụng rất là mạnh mẽ cái phần BIM 360 cho cái vấn đề quản lý dự án. Trong cái giai đoạn thi công thì các doanh nghiệp chủ đầu tư cần phải thực hiện kiểm soát các nhà thầu thi công phải thực hiện đúng theo cái phương án thiết kế ban đầu của chủ đầu tư và đơn vị thiết kế. Chủ đầu tư phải là trung tâm kết nối dữ liệu của toàn bộ dự án, bao gồm bản vẽ, tài liệu kỹ thuật, khối lượng, tư vấn, thiết kế và thi công. Chủ đầu tư phải kiểm soát phương án thi công trước khi thi công. Nghĩa là bên đơn vị thi công họ phải trình các cái bản vẽ liên quan đến vấn đề thi công về shop và các bản vẽ mà cần thiết. Chủ đầu tư phải kiểm tra và xác nhận cái đó là được phép thi công hay không, thì lúc đó mới mới bên thi công mới được phép thi công. Chủ đầu tư phải tham gia các buổi họp công trường về các phương án tuyến và có ý kiến chỉ đạo thống nhất với các nhà thầu thi công và thiết kế. Lý do vì cái phương án thiết kế ban đầu có thể là bên đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra một cái phương án thiết kế
như vậy. Nhưng mà bên đơn vị thi công họ có thể là liên quan đến cái vật liệu hoặc là vật tư thiết bị, họ có phương án tối ưu hơn, tiết kiệm hơn, hoặc là để phối hợp các cái hệ thống MI trong công trình thì đương nhiên phải có cái việc là phối hợp phương án tuyến giữa cái hệ thống với nhau. Thì lúc này sẽ có những cái gọi là xung đột nội bộ giữa các nhà thầu phụ với nhau. Bởi vì các đơn vị thầu phụ, ví dụ là thầu phụ nước với thầu phụ điện, thầu phụ điều hòa không khí, nếu khi mà thay đổi phương án thiết kế so với cái bộ hồ sơ thiết kế ban đầu thì sẽ ảnh hưởng đến chi phí của từng nhà thầu, chi phí thi công. Thì như vậy là họ sẽ có những cái sẽ có những cái xung đột với nhau. Thì lúc này cần phải có tổng thầu và bên chủ đầu tư cái ý kiến để phối hợp thực hiện được cái bản vẽ thiết kế theo đúng cái phương án thiết kế ban đầu. Chủ đầu tư là chúng ta phải có nhiệm vụ là kiểm tra và nghiệm thu các bản vẽ phối hợp hệ thống trong công trình. Tại khi mà tổng thầu, nhà thầu phụ và tổng thầu nộp các bộ hồ sơ CSD là mấy cái combined civic á, thì chúng ta phải kiểm tra lại và chúng ta đồng ý với phương án như vậy thì đóng dấu approve để bên đơn vị thi công họ có thể là triển khai thi công ở ngoài thực địa. Đồng thời khi mà chúng ta là chủ đầu tư, chúng ta bàn giao cho nhà thầu các cái mô hình từ cái góc độ thiết kế, thì nhà thầu phải có nhiệm vụ là phải nâng cấp cái mô hình rivet này lên đạt tiêu chí theo BAP. Thì tại sao phải nâng cấp? Để cái mô hình này nó phải chứa đựng thông tin đúng nhất và đầy đủ nhất của công trình. Khi mà nhà thầu sau khi triển khai thi công xong thì cũng đồng thời là phải cung cấp ngược cho chủ đầu tư cái mô hình đã hoàn công của dự án. Cái mô hình này là phản ánh đúng thực tế cái việc mà nhà thầu thi công ở bên ngoài, nó mới hỗ trợ cho chủ đầu tư cái giai đoạn tiếp theo, có nghĩa là chủ đầu tư tiếp tục sử dụng cái này cung cấp cho bên đơn vị quản lý tòa nhà để họ vận hành và bảo dưỡng một cách chính xác nhất. Tại vì khi thi công đôi khi là chúng ta sẽ có những cái thay đổi phương án thiết kế, thì lúc này cái mô hình hoàn công phải là mô hình đúng nhất về mặt thi công, nghĩa là đúng với thực tế bên ngoài công trường. Các cái quy trình phối hợp model BIM mà áp dụng cho chủ đầu tư thì ở đây có một cái trong cái BIM 360 họ có những cái quy trình để giúp cho các cái bên mà chúng ta theo cái phương án này chúng ta có thể phối hợp với nhau. Thì khi mà có những vấn đề cần phải phối hợp thì giữa ba bộ phận chủ đầu tư, thiết kế và nhà thầu, chúng ta phải đưa ra một cái yêu cầu chung, và bên thầu phụ họ sẽ kiểm tra cái thông tin này, họ sẽ báo cáo lại. Nếu như cái thông tin này được báo cáo đầy đủ thông tin thì nó chuyển qua Z, thì chúng ta sẽ đồng nhất thông tin với bên thiết kế. Nếu mà ok thì sẽ đóng cái problem này lại, nếu mà thiết kế chưa ok thì chúng ta lại quay ngược lại là cùng thống nhất lại với các ba bên để mà có thể ra được ý kiến tối ưu và cuối cùng. Còn đây là cái quy trình giữa bên đơn vị thiết kế và bên nhà thầu. Thì khi mà nhà thầu nhận được mô hình và các bản vẽ liên quan đến vấn đề thiết kế của chủ đầu tư thì họ cũng sẽ có những cái thắc mắc và cần phải hỏi. Thì đầu tiên họ sẽ xem bản vẽ ha, họ sẽ cloud lên những cái vị trí cần phải phải hỏi, và sau đó họ sẽ gửi cái thông tin này cho bên đơn vị thiết kế. Vị thiết kế sẽ coi và nếu có chỉnh sửa thì sẽ phải update bản vẽ. Sau đó khi mà có bản vẽ mới, chứ người bên nhà thầu sẽ nhận bản vẽ mới và compare với bản vẽ cũ ha, compare ra win và kiểm tra coi là đã có những thay đổi gì, thì lúc này sẽ có những cái phương án tiếp theo. Nếu mà ok thì chúng ta sẽ đóng cái issue này lại, nếu mà không 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 đạt thì chúng ta lại tiếp tục có những cái comment issue để cho bên đơn vị thiết kế họ review lại cái issue này và tiếp tục cái vòng tròn quy trình này đến khi nào mà chúng ta có thể đóng được cái issue này lại. Đối với lại chủ đầu tư thì việc quan trọng nhất là chúng ta là quản lý data chung, có nghĩa là khi mà toàn bộ dự án là chúng ta phải
giữ được những cái thông tin cuối cùng và chính xác nhất. Chính vì vậy các bạn phải sử dụng cái phần mềm là BIM 360 để có những cái giải pháp tối ưu từ Autodesk hỗ trợ cho chúng ta dễ dàng kiểm soát cái vấn đề này. Thì ở góc độ là chủ đầu tư thì hiện nay Autodesk có những cái ứng dụng ví dụ như BIM 360 Doc, BIM 360 Design, BIM 360 Coordinator và BIM 360 Build. Thì mỗi cái ứng dụng này có những cái là nó sẽ giống nhau. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái phần Document Management, có nghĩa là chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu ha, chúng ta up mô hình, up các file 2D, 3D, bản vẽ, file PDF, file hình ảnh, mọi thứ đều có thể upload trên BIM 360 hết và đều có những ứng dụng tương ứng để đọc được cái file đó. Và cái dữ liệu lưu trữ là không giới hạn nên là toàn bộ dự án là chúng ta sẽ tích hợp full trên cái BIM 360 này. Đối với cái phần BIM 360 Doc thì chúng ta sẽ chỉ có cái phần là lưu trữ cái file và đọc cái bản vẽ thuộc về 2D và các cái biên bản ha. Còn đối với cái BIM Design thì chúng ta sẽ có phần phối hợp các hệ thống với nhau, thì cái này lại áp dụng nhiều cho bên đơn vị là thiết kế. Cái BIM 360 Coordinate á thì cái này á là hợp cho bên đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu. Thì chúng ta có thể là kiểm soát rất là nhanh cái mô hình của các đơn vị gửi cho nhà thầu, ví dụ như là phòng BIM của nhà thầu có thể kiểm tra coi cái mô hình này nè nó có những xung đột nhiều không, để trước khi nhà thầu họ 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 gửi á, họ đi ra thi công thì cái những cái xung đột là phải đã giải quyết hết rồi thì lúc này mới cho phép thi công. Thì chính như vậy cái BIM 360 Coordinate này rất phù hợp cho cái phần quản lý chung của chủ đầu tư. Đồng thời chủ đầu tư là những người là chúng ta sẽ quản lý từ xa nên là chúng ta cần phải có thể là sử dụng các cái phần như máy tính bảng và các cái thiết bị ngoại vi để chúng ta có thể xem nhanh cái vấn đề ở công trường nó phải nó tiến triển như thế nào. Thì lúc này là chúng ta có thể có những cái module về mobile app và layout. Chúng ta có thể coi và xem thử thực tế ở ngoài công trường là họ đang có những cái vấn đề gì ha. Còn phần dưới đối với mình này thì giống nhau. Về cái BIM 360 Build thì nếu mà chúng ta áp dụng được BIM 360 Build thì nó sẽ rất là hiệu quả cho cái việc quản lý dự án. Có nghĩa là chúng ta có thể quản lý toàn bộ dự án nè. Chúng ta có thể là kiểm soát được giá chi phí của cái dự án đó ha. Chúng ta đồng thời là lưu trữ thì giống nhau, trên bốn cái loại này đều như nhau cả, đều có thể lưu trữ được hết. Nhưng mà nó còn có một cái là construction IQ, có nghĩa là đối với những cái dữ liệu mà chúng ta được nhận được từ từ công trường, từ các cái phòng ban, từ các cái thực tế thực địa ở ngoài công trường thì chúng ta có thể biết được là tiến độ dự án của chúng ta thi công như thế nào, dòng tiền như thế nào. Biết được là cái nó có phân tích được về về nhân công, về trang thiết bị, về mọi thứ để mà chúng ta đánh giá được là bên nhà thầu họ họ triển khai như vậy có kịp tiến độ mà họ báo cáo hay không. Thì để công tác và quản lý của chủ đầu tư nó được hiệu quả hơn thì đối với BIM 360 Build sẽ là cái lựa chọn tối ưu nhất cho toàn bộ cái việc là quản lý. BIM 360 có những cái vấn đề về về quản lý dữ liệu thì ở đây là chúng ta có thể coi được là những cái resen, những cái giới thiệu về cái kiểm soát dữ liệu của BIM 360 thì người tham gia quản lý dự án á, là nó sẽ được cấp những cái quyền để mà có được những cái thông tin phù hợp, ví dụ là chỉ có được view nè, chỉ có được xem hoặc là chỉ có được modify hiệu chỉnh hoặc là chỉ có được in, thì đó là do cái người admin quản lý cái dự án đó có thể set cho nhà thầu, cho chủ đầu tư, cho những người tham gia dự án đó ở cấp độ phù hợp với cái yêu cầu công việc của họ. Và khi mà chúng ta có những cái thông tin đầy đủ của bên
các đơn vị nhà thầu và các cái đơn vị thiết kế gửi qua, chúng ta có thể xuất file PDF, chúng ta có thể in và có thể kiểm tra tất cả các file này trên cùng một nền tảng BIM 360. Ngoài ra, khi mà chúng ta coi các đơn vị thiết kế và chủ thi công họ gửi mô hình, chúng ta có thể comment những cái vấn đề của mô hình đang còn tồn tại, là chúng ta có thể cloud lên markup cái file những cái hình ảnh như vậy bằng những cái công cụ, để rồi chúng ta có thể ghi những cái thông tin cần thiết. Lúc này á thì những cái thông tin này nó đều tích hợp được trên mô hình hết và nó được lưu trữ trên file này luôn. Nghĩa là khi mà nhà thầu họ phải sửa chữa rồi, họ chỉnh sửa rồi thì cái vị trí này nó mới kết thúc, có nghĩa là chúng ta sẽ kiểm tra lại được là họ có sửa hay chưa, hoặc là bên đơn vị thiết kế họ có ý kiến gì không về vấn đề này, đều có thể chia sẻ thông tin này được. Khi mà ví dụ chủ đầu tư nè, chúng ta đi đi thực địa ra ngoài dự án đang thi công, chúng ta cũng có thể xem xét coi những vị trí này là ở ngoài đó thi công có vấn đề gì hay không. Thì khi chúng ta coi rồi chúng ta thấy có vấn đề gì đó thì các bạn sẽ tạo những cái ISO kiểm tra để mà trên 2D, trên chính mô hình 3D này luôn, trên 2D và 3D của mô hình, thì chúng ta sẽ ghi lại các cái nhật ký, tại vì giám sát thì chúng ta có thể kiểm tra lại là coi là bên đơn vị thi công họ thi công cái vị trí này có hợp lý hay không, thì có đúng với thiết kế hay không, thì chúng ta đều có thể kiểm tra và chúng ta ghi chú lại để mà những cái người chịu trách nhiệm của cái vấn đề này họ biết thông tin và họ sẽ kiểm tra lại, report lại thông tin này. Vì chúng ta up các cái mô hình lên thực tế là mô hình 3D và các cái bản vẽ 2D liên quan. Tuy nhiên, hai cái mô hình giữa cái mô hình 2D và bản vẽ mô hình 3D và bản vẽ 2D này đều có sự liên kết với nhau. Nghĩa là khi chúng ta chọn một đối tượng nào đó trong mô hình 3D thì đồng thời nó cũng hiểu là chúng ta đang chọn một cái đối tượng tương ứng ở bên 2D. Thì lúc này là chúng ta dễ dàng có thể coi ngó được coi là những cái phần tử của đối tượng mà chúng ta cần biết á, là nó đang ở đâu, ở khu vực nào, của tầng nào. Chúng ta có thể tham chiếu cái dữ liệu, ví dụ như là chúng ta có cái đối tượng này, đối tượng vách này ha, chúng ta muốn nó biết nó chúng ta muốn tham chiếu nó tới một cái thông tin chi tiết của cái đối tượng mà chúng ta vừa chọn, thì chúng ta có thể gán cho nó những cái thông tin, những cái link để mà nó có thể liên kết với cái file chi tiết hóa của nó bên ngoài, ví dụ như catalog hoặc là những thông tin detail của cái đối tượng đó, thì chúng ta có thể gán được cái thông tin ở trên chính cái plan 2D này. Đây là một tính năng hết sức quan trọng của cái phần mềm BIM 360, đó là chúng ta có thể sử dụng trên các thiết bị di động. Bởi vì góc độ chủ đầu tư thì chúng ta phải quản lý từ xa, thì khi đó là chưa các bạn phải phải có thể là mở được trực tiếp trên điện thoại của mình hoặc là các cái máy tính bảng để trực tiếp coi ngó các cái vấn đề comment hoặc là vấn đề issue của các đơn vị thi công đang triển khai ở ngoài công trường, gửi báo cáo về, thì lúc này chúng ta có thể truy cập nhanh từ các cái thiết bị ngoại vi này và sau đó trả lời gửi lại các thông tin này cho những cái những người mà đang làm trực tiếp ở ngoài công trường, có thể nắm bắt được và thực thi theo cái yêu cầu của chúng ta. Đây là tính năng rất là quan trọng của BIM 360, đó là chúng ta có thể kiểm soát phiên bản. Nghĩa là chúng ta có thể compare hai cái bản vẽ, hai mô hình, hai bản vẽ của hai giai đoạn khác nhau mà bên đơn vị thiết kế hoặc thi công họ họ gửi lại cho chúng ta. Chúng ta sẽ coi họ có thay đổi, sửa chữa gì hay không. Và chúng ta sẽ kiểm soát được là cái thiết kế này đã là thiết kế mới nhất hay chưa, tùy thuộc vào cái chữ mà chữ V á. V ví dụ này là V1 nè, rồi V2. Mỗi khi mà phiên bản được update vô mới và trùng tên với phiên bản cũ thì nó sẽ lưu lại thêm một cái V nữa,
và cứ thế là chúng ta có thể lưu trữ liên tục các cái dữ liệu này đồng nhất, và chúng ta sẽ không có mất dữ liệu trong suốt vòng đời của dự án. Phần ứng dụng BIM Revit cho cái bên đơn vị doanh nghiệp chủ đầu tư thì bên bên Vietcad trình bày đến đây là hết. Cảm ơn quý vị. Vâng, em xin cảm ơn phần trình bày của anh Bình ạ. Sau đây Vietcast sẽ dành thời gian cho quý vị đưa ra những câu hỏi sau phần trình bày vừa rồi và anh Bình sẽ giải đáp trực tiếp ạ. Quý vị có thể chat trong phần chatbot hoặc là mở mic lên để có thể hỏi trực tiếp anh Bình ạ. Vietcat sẽ dành tặng hai voucher trị giá 200.000 cho anh chị ngẫu nhiên đặt câu hỏi trong phần Q&A trong mỗi buổi hội thảo trực tuyến. Vì vậy mà xin anh chị đừng ngần ngại đưa ra những câu hỏi để anh Bình có thể giải đáp ạ. Em thấy anh Nguyễn Trọng Khương có giơ tay thì anh có thể mở mic lên để có thể nói trực tiếp được không anh? Dạ, anh Khương ơi, không biết là anh có thắc mắc gì không mà có thể chat hoặc là mở mic lên để trao đổi trực tiếp ạ. Dạ vâng, em có thấy câu hỏi của anh Khương chat lên là cần thời gian bao lâu, team bao nhiêu người để vận hành dự án với BIM 360 ạ? Khương. Thì cái BIM 360 này á là mỗi cái người tham gia dự án sẽ có một tài khoản. Ủa, nghe không? Mỗi mỗi người tham gia dự án là chúng ta sẽ có một cái account, một cái tài khoản riêng cho cái phần BIM 360 này. Thì cái việc mà học á và sử dụng á thì nó rất là nhanh, bởi vì nó cũng có những cái hướng dẫn trực tiếp từ trên hãng, và khi chúng ta mua cái phần mềm bản quyền này thì chúng ta sẽ được cung cấp những cái tài liệu hướng dẫn đó. Tuy nhiên, về cái vấn đề về về số lượng người áp dụng BIM trong một dự án
thì nó sẽ liên quan đến cái số lượng nhân sự mà chúng ta tổ chức của phòng BIM đó. Vì cái khi mà những người nào trực tiếp tham gia dự án thì chắc chắn là chúng ta phải có một cái tài khoản BIM cho họ. Nhưng mà ở đây chúng ta có tới bốn bốn cái loại mà BIM cơ bản mà chúng ta sẽ có thể áp dụng và tùy thuộc vào các cái vị trí công việc của từng người thì chúng ta sẽ mua cái tài khoản BIM cho nó phù hợp. Ví dụ như là ở góc độ chủ đầu tư thì chúng ta sẽ mua cái nào, ở góc độ bên design thì chúng ta sẽ mua BIM design chẳng hạn vậy. Ở góc độ là những cái đơn vị, những cái bạn mà chỉ tham gia dưới góc độ là quản lý data, là người chịu trách nhiệm về mặt là quản lý data, xây data nè, rồi sắp xếp các cái thư mục, rồi kiểm soát các cái vị trí file mà nó phù hợp, cũng như quản lý gọi là data manager đó, thì người đó là chỉ cần là có cái mua những tài khoản mà có thể quản lý về mặt data thôi, là BIM doc thôi, chứ họ không cần tham gia bất kỳ một vấn đề gì của phần thiết kế, thì họ không cần phải mua cái phần những cái BIM mà design hay BIM BIM coordinate hay BIM build cho nó tốn chi phí nhiều. Thì nó tùy thuộc vào cái vị trí từng công việc thì chúng ta có thể mua cái phần mềm BIM cho phù hợp. Tuy nhiên mà nếu mà ở góc độ mà chủ đầu tư thì là chúng ta phải có cái tài khoản BIM ở góc độ cao nhất, thì các bạn nên là sử dụng cái BIM BIM build để mà chúng ta có nhiều cái tính năng, nhiều cái phân quyền kiểm soát hơn để có thể là kiểm soát dự án một cách tốt nhất. Dạ, vâng, cảm ơn anh Bình. Em có thấy anh Khương có hỏi tiếp là thực tế dự án cần sơ đồ key cụ thể để đảm bảo dự án vận hành xuyên suốt. Việc kết có thể gợi ý sơ đồ team tham gia không? Cái này em nói là cái sơ đồ dự án khi này chắc là bên mình sẽ làm rồi mới 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 gửi được, tại không thể nói là hết được cái ý được, tại mình cũng hiểu là bên anh là chắc là cũng bên đơn vị là chủ đầu tư, nên là cái mà ví dụ như để sơ đồ khay thì đương nhiên là vận hành dự án ở góc độ chủ đầu tư là chúng ta sẽ có cái trung tâm dữ liệu là từ chủ đầu tư rồi, thì các bên nhà thầu thì nó cũng cũng sẽ có tổng thầu thì sẽ xài cái BIM gì, và các cái bên các cái thầu phụ thì họ sẽ xài như thế nào, bên đơn vị thiết kế thì họ sẽ xài như thế nào, thì liên quan đến việc này chắc bên mình sẽ cung cấp thêm cho anh cái thông tin đó sau, tại vì hiện giờ nếu mà mình nói là mình phải phải tư duy ra cái sơ đồ đó nữa thì chưa xong, chưa 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 thể gửi anh liền bên lúc này đâu, thì mình sẽ cung cấp sau cái buổi webinar này. Đúng rồi, tại vì nếu mà không có cái sơ đồ khay này á thì chắc chắn là vận hành, quá trình vận hành nó là nó không có đảm bảo được là người ta sẽ không kịp tiến độ, là người ta sẽ quay về mô hình cũ ngay để kịp tiến độ thi công. Đúng là như vậy, thì cái việc đầu tiên á là khi triển khai cái này á là những cái người tham gia cái việc sử dụng BIM 360 và các cái quy trình mới này á là phải nắm rất rõ về các lợi ích cũng như các công cụ sử dụng, các phương pháp sử dụng của cái BIM 360, cách tương tác giữa các nhà thầu với nhau, các đơn vị với nhau để mà có thể là khi triển khai dự án là đi xuyên suốt, chứ nếu không là giữa chừng mà không nắm vững được là chắc chắn là sẽ quay về môi trường cũ rồi. Ra là anh nói cái này là đúng rồi đó. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Bình cũng như là anh Khương đã đặt câu hỏi ạ. Thì thời lượng cho Q&A vẫn còn thì em hy vọng là các anh chị có thể đặt những câu hỏi để có thể trao đổi trực tiếp với anh Bình ạ.
À, nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì em xin được qua phần Q&A tại đây. À, và nếu mà anh chị có bất kỳ thắc mắc nào phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm thì anh chị có thể liên hệ với Vietcate để có thể nhận được sự hỗ trợ tốt nhất ạ. Và với mỗi webinar thì Vietcate luôn mong muốn mang đến cho anh chị những nội dung thiết thực và đáp ứng được những nhu cầu thực tế. Thì vì vậy Vietcate rất mong nhận được những thông tin phản hồi cũng như là những ý kiến đóng góp của anh chị đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì trên màn hình webinar hiện đang có mã QR phiếu khảo sát trực tuyến, thì anh chị có thể scan mã QR này hoặc là truy cập vào đường link mà ban tổ chức gửi trong phần chatbot. Cái phiếu khảo sát là ngắn và chỉ đúng có vài phút để anh chị có thể thực hiện được cái phần khảo sát này, thì em sẽ góp ý của tất cả anh chị đã tham dự chiều hôm nay để biết có thể cải thiện tốt hơn về nội dung cũng như là hình thức tổ chức về những webinar sắp tới. Và em xin cảm ơn các anh chị ạ. Một lần nữa thay mặt Vietcate thì em Uyên xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian tham dự buổi hội thảo trực tuyến với chuyên đề quy trình triển khai và áp dụng Revit tại doanh nghiệp chủ đầu tư. Hy vọng chương trình đã mang đến nhiều thông tin bổ ích và những cập nhật về phần mềm Autodesk cho anh chị, cũng như góp phần gắn kết hơn mối quan hệ giữa Vietcate với anh chị. Và hy vọng tiếp tục được gặp gỡ anh chị trong những buổi hội thảo trực tuyến sắp tới trong series này. À, với bài tiếp theo là bài cuối cùng với chủ đề là quy trình phối hợp giữa BIM 360 Revit và Navisworks trong triển khai dự án, sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ chiều ngày thứ 6 tới đây, là ngày 30 tháng 10. Chị nhớ đặt lịch ghi chú để có thể nhớ thời gian tham dự ạ. Hy vọng gặp lại đầy đủ tất cả các anh chị.